Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT nha. Thì hôm nay vườn lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô Linh Sam hạt gạo Tân Phú á. Thì cái dạng hạt gạo này bên vườn đang giao lưu với mức giá cũng khá là mềm, cây và đa số được cắt tỉa phơm tàn tròn tròn, cái dạng cổ thụ như thế này. Đó, gốc của nó thì cỡ chừng ngón tay cái trở lên. Và những cây đinh sam hạt gạo này á, bên vườn đang giao lưu với giá là 220.000 một cặp, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn nếu như cô chú mình có muốn mua số lượng nhiều 10 cây, 20 cây gì đó thì cô chú mình cứ liên hệ riêng để có cái mức giá nó ok, nó hợp lý hơn. Cái dạng hạt gạo này là nói chung là cái giá này nó quá rẻ luôn nha cô chú anh chị. Tại vì cái dạng này là cực cắt tỉa phơm tàn thường xuyên hoài vậy đó, phơm tàn tròn trịa rất là đẹp, với kiểu dạng cổ thụ. Nó cô chú mình ưng thì cứ liên hệ vườn qua số điện thoại con để trên tiêu đề, hoặc là cô chú mình cứ bấm là 0387849762 4972 gặp Mẫn. Số điện thoại con có Zalo luôn nha, cô chú mình cứ alo ha. Nói chung là hạt gạo dạng này vườn con còn rất là nhiều, cô chú mình cứ liên hệ. Thì con cũng xin nhắc lại trong cái clip này thì cô chú mình có chơi hạt gạo rồi thì có thể là bỏ qua, còn cô chú mình chưa chơi linh sam hạt gạo á thì những em hạt gạo này trong lúc vận chuyển thì nó chắc chắn vàng lá, vàng nhiều hay vàng ít thôi, nhưng mà về cô chú mình chăm sóc một cách rất là dễ dàng, đừng có cầu kỳ quá. Thì về mình cứ gỡ hết cái băng keo ra, mình cứ đem ra ngoài nắng, mình để nó vàng những cái lá già ở trong nách và nó vàng nói chung là cũng khoảng chừng 50%. Thì cô chú mình cứ đem ra ngoài nắng, mình để mình tưới nước bình thường, khi nào mà bầu đất nó khô rồi mình hả tưới nữa, thì trong vòng 2 tuần thì cây nó sẽ bắt đầu ra lá non lại thôi. Nó chứ mình đừng có thấy nó vàng lá rồi mình để trong mát, nó mình thấy nó vàng lá mình sợ quá, mình để trong mát là cây nó càng ngày nó càng suy. Tại vì những cây này là những cây ưa nắng, cô chú mình để ở ngoài nắng càng tốt nó. Và cái thứ hai nữa lưu ý, tưới nước thì khi nào mà cái bầu mình cảm thấy nó cái bầu nó khô rồi mình hả tưới vô nó, mình cũng đừng để nó khô quá nha. Những cây hạt gạo này thì cô chú mình biết chăm á, mình biết chăm thôi nó sống thôi là cũng rất là đẹp rồi, và mình biết cắt tỉa nó thì nó quá đỉnh luôn cô chú anh chị. Cái dạng nó kiểu mà cổ thụ mini lùn nhỏ đó, cô chú mình ưng những cây hạt gạo thì cứ liên hệ vườn con nha. Nói chung là dạng này là 110.000 một cây là quá mềm luôn rồi. Lý do nó mắc á, không có cái gì khác ngoài vô thùng mướp á, nhân á, mua cái thùng mướp 30-40 ngàn rồi vô nó mắc thôi, chứ còn cái cây giá tại vườn nó mềm lắm. Cô chú mình lấy số lượng 50-70 cây gì á ở trong vòng miền Tây này thì con có thể là hỗ trợ giao tới chỗ luôn nha, nó với cái giá chỉ vài chục ngàn thôi. Cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ mình con trong thời gian qua rất là nhiều.